Hôm nay các em muốn góc cắt dài hay là vừa hay là ngắn? Dài kỹ thuật cắt khác, vừa với ngắn nó kỹ thuật cắt chung. Cắt dài theo đầu luôn. Dài tầm này đi ha. Dài, ok. Vậy thì cái góc cắt dài tầm này thì cái kỹ thuật cắt của nó khác cái này một chút xíu nha. Khác một chút xíu. Còn này là vừa và ngắn, góc cắt vừa và ngắn. Nhưng mà cái điểm chỗ này thì nó giống như nhau thôi. Cũng kéo là hình xương cá, kéo là phía trước. Thì bây giờ các em cứ chia ra như vậy ha. Đây là điểm bắt point này. Đây là điểm gom ha. Điểm số 4 này, điểm số 5 này. Dưới này là điểm số 6. Thì các em chia ra từ cái điểm số 4 với số 5 này là các em cắt triangle, cắt tam giác ngược á. Rồi còn từ dưới này, từ điểm này này, điểm bắt point này xuống tới cái điểm này thì các em cắt góc cắt short to long. Kéo thẳng xuống nhá. Đó, thẳng xuống. Song song với cái cổ khách hàng. Bây giờ thầy đang cắt như thế này gọi là gì? One sun hay là layer? Các em cắt cho nó bình phần sai để cho nó chừa ra được khoảng tầm đại khái như là bên này nè. Các em lấy cỡ số 6 hay là số 4 các em đi. Số 6 cho tới số 4 các em đi bên này. Còn cái phần đuôi các em để vậy thì cái đó mới gọi nó là xe bát mô lạch. Đó mới là cái từ xe bát mô lạch nha. Còn khi mà các em cắt cái phần sai này mà nó dài, nó phủ xuống nửa tay thì không gọi là xe bát nữa. Không gọi nó là xe bát nữa thì các em có gọi là kích thành mô lạch. Kích thành mô lạch nha. Nó chỉ khác nhau cái tên, nó chỉ vậy thôi. Còn góc cắt nó gần giống như nhau hết. Phần sai này, cái phần sai này các em thả cái điểm này xuống này ha. Các em sẽ cắt này, tạo ra cái điểm chuẩn này. Em một cái mạng này hay là các em để hết như vậy, các em cắt ngang cũng được nữa. Các em cắt, cái này quan trọng này nha. Này, trước khi các em cắt, các em tính toán được cái điểm này muốn nó xéo hay nó ngang. Thì khi mà nó xéo hay nó ngang thì phải chú ý tới cái size này mình mới cắt xong này. Nó có ráp lại không à? Connect hay disconnect nha, chú ý cái này nha, cái này quan trọng nè. Bây giờ cái điểm này nãy mình kéo lên cắt mà, thấy không? Đó, thế là bắt đầu mình ráp này. Muốn tầm nào ha, tùy thích. Rồi, bắt đầu cắt này. Xéo nha, triangle. Xong cái điểm chuẩn của hông đỏ này ha, bắt đầu này. Dựa theo góc cắt của mũi cam kìa. Tắt ra này. Xéo này. Đó. Này. Ở điểm này mình muốn dài bao nhiêu tùy thích luôn nha. Thầy cho nó đi vào vị trí là, để xem cái này là nó bao nhiêu, 7 xăng. Triangle thì trên này nó phải 8 xăng. Square đi ha. Tại ở dưới thì tăng nó dài quá. Ở dưới thầy tăng nó dài quá thì thầy cắt square thôi, không cắt triangle được. Nhưng mà trên cái giáo án thầy vẽ thì nó là triangle. Ai nhập vào mũi thứ ba. Đâu, ở đây nó nhẹ. Đây là chỗ này đang tăng cái trọng lượng này, tăng cái độ dày này. Tại vì kéo đá về phía trước mà. Thì chỗ này nó, đó nó ngắn dài này, nó đang dài ra mà. Thấy không? Nó dài là nó sẽ tăng trọng lượng. Triangle từ điểm này dài hơn ở dưới. Ở dưới nó đang là 6 xăng. Thì trên này các em muốn tăng là 8 cũng được, tùy ha. Cái này tùy thích.
tùy thích của các em. Còn nếu như mà các em muốn biết được chắc ăn an toàn nhất được cái gốc, cách mà nó bung ra bao nhiêu độ phồng, tăng trọng lượng bao nhiêu, thì các em lên như thế này này. Các em lấy một cái điểm chuẩn này trước, và cái điểm này nữa đo này, đo nó xuống 0 độ này, để mình biết được nó giật bao nhiêu này. Thấy không? Biết được nó giật bao nhiêu, giật nhiều hay ít tùy thích của mình. Là cái đáp án rồi đó, bắt đầu kéo lên này, thấy chưa? Đó là triangle độ tầm này. Đó, như nãy thầy có nói á, là các em muốn tạo điểm chuẩn, muốn nó mỏng á, thì các em sẽ lấy cái điểm chuẩn ngay cái ngọn này, cắt từ góc này cắt lên. Lấy cái kia viết vẽ mà đi. Nhưng mà thầy không có gắn như vậy. Hồi nãy thầy cắt ngay cái điểm này, cắt ngay điểm này, thầy cắt từ điểm này lên, thì có phải thả xuống nó sẽ có cái độ dày hơn nè, thấy không? Nó ra được cái độ dày nhiều hơn chút. Đó là các em hiểu rồi, là các em muốn xác định là muốn mỏng hay dày, là anh thôi góc cắt của mình xác định từ điểm nào nhé. Cái góc cắt ở trên này này, các em tạo ra cái độ dài như vậy để làm gì? Để nó nối tiếp những cái điểm này nó dài ra này, nó dài, những cái này nó mới theo cái này nó dài ra. Nhưng mà khi mình cắt xong xuôi rồi á, mình sẽ phải gọt, kéo không độ, mình gọt ngang qua cái điểm này một chút xíu này. À, nó hay ở cái chỗ này này nha, chú ý cái phần này. Tạo ra cắt triangle, tạo ra độ dài. Xong xuôi rồi mình sẽ gọt đi, gọt cái góc này đi, để lấy cái điểm dài này này, nó tăng độ dài ra, để nó liên kết với cái phần sai. Đúng rồi, cắt triangle. Triangle nhiều hay ít tùy thích nhá, tùy thích. Nhưng mà ít quá thì nó sẽ không ráp được, không ráp vào được cái điểm này. Hoặc là các em có thể disconnect, không ráp luôn cũng được. Giật nhiều hay ít tùy thích của mình, là cái đáp án rồi đó, bắt đầu kéo lên này, thấy chưa? Đó là triangle độ tầm này đó. Bắt đầu đây ha, đó như nãy thầy có nói á, là các em muốn tạo điểm chuẩn, muốn nó mỏng á, thì các em sẽ lấy cái điểm chuẩn ngay cái ngọn này, cắt từ góc này cắt lên. Nhưng mà thầy không gắn như vậy, hồi nãy thầy cắt ngay cái điểm này, cắt ngay điểm này, thầy cắt từ điểm này lên, thì có phải thả xuống nó sẽ có cái độ dày hơn nè, thấy không? Ra được cái độ dày nhiều hơn chút. Đó là các em hiểu rồi, là các em muốn xác định là muốn mỏng hay dày, là anh thôi đọc cắt của mình xác định từ điểm nào nhé. Đó, xéo như vậy. Xéo vậy thì nếu mà muốn nhìn là thầy phải đứng vậy, được không? Đó, xéo ở đây, ráp vô này. Thì các em muốn góc cắt của nó ở cái này này, nó ngắn hơn ấy, nó tầm này thôi, thì cắt triangle theo cái góc cắt này của cái giáo án này ha, triangle. Ở đây chứ, đây triangle, và tới cái phần sai luôn. Đúng rồi, cắt triangle. Triangle nhiều hay ít tùy thích nhá, tùy thích.
nhưng mà ít quá thì nó sẽ không ráp được, không ráp vào được cái điểm này. Hoặc là các em có thể disconnect, không ráp luôn cũng được. Đó, sao nó là disconnect, nó không liên kết. Tại vì mình cách tròn của cái phần top, thì cái trường hợp mà mình liên kết hay không liên kết là tùy thích thôi, tùy thích của mỗi người. Không liên kết cũng được, tại vì cái này nó đi riêng ra cái phần mái. Khi mình xảy cái này đó, nó sẽ đi riêng cái phần mái như vậy. À, còn cái điểm này là mình làm mềm rồi, nó sẽ ôm vào trong đây. Nhưng mà theo thầy đó, nó liên kết chứ không liên kết cái nào cũng ok. Tùy theo cái size của khách hàng, dài hay ngắn. À, nếu mà cái máy họ thích dài thì buộc phải ngắt liên kết, buộc phải ngắt. Còn cái size máy của khách hàng họ ngắn quá thì tất nhiên là nó phải liên kết với cái phần size này rồi, nó phải liên lạc vào, không cho nó ngắt liên kết. Tùy theo khách hàng thích, cũng như là tùy theo cái khuôn mặt, với tùy theo thể loại tóc, nó là tóc mây hay tóc trung bình hay tóc mặn, để mình tính toán định đoạt ra được cái đường trường hợp là ngắt liên kết hay là liên kết. Cái này chút ra. Còn ở bên này thì các em phải đặt tay như thế này và các em làm như thế này. Đó. Và nếu làm vậy mà nó khó quá cho các em quá thì các em lại phải làm như vậy, thì nó lại đòi hỏi cái kỹ thuật cao hơn. Này. Đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.